kênh, các em bấm vào like, sau đó các em bấm vào đăng ký, chúng ta bấm vào biểu tượng chuông và bấm vào tất cả để có được những cái bài giảng mới nhất. Chào mừng các em cùng trở lại với môn tiếng Anh lớp 6. Trong các bài trước, chúng ta đang học Unit 1, My New School. Và hôm nay, các em sẽ tiếp tục với Unit này. Lesson 4, Communication. Các em cùng mở sách giáo khoa trang 11 để chúng ta học bài. Đầu tiên, thầy giáo sẽ trình bày cho các em thêm một số từ Extra Vocabulary. Extra vocabulary là từ mới thêm hoặc là thêm phần từ vựng. Từ đầu tiên chúng ta có từ remember, các em nghe và đọc theo. Remember, remember là động từ nhớ, ghi nhớ. Help, help. Từ này vừa là danh từ sự giúp đỡ và cũng vừa là động từ giúp đỡ, help, help. Chúng ta có từ tiếp theo, động từ share, 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 nghĩa là chia sẻ, share. Thứ tư, classmate, 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 classmate là những người học cùng một lớp, thì chúng ta gọi đó là bạn cùng lớp, classmate. Và cuối cùng, các em có từ pocket money, pocket money. Pocket nó đứng một mình thì nó nghĩa là cái túi, money là tiền. Pocket money, từ này các em không thể dịch là cái tiền túi được, mà nó sẽ là tiền tiêu vặt. Pocket money. Vậy chúng ta có 5 từ bổ sung thêm cho cái bài hôm nay. Các em nghe và đọc lại. Remember, remember, help, help, share, share, classmate, classmate, pocket money, remember, help, share, classmate, pocket money. Rồi các em sẽ ghi chép những từ này vào trong vở. Các em có thể dừng hình để chúng ta ghi chép. Now, next, I have a picture, and some guiding questions. Trong cái hình ảnh này, chúng ta thấy có từ friendship, friendship, tình bạn. How do you often make friends? How do you often make friends? Trước khi nghiên cứu phần thứ nhất, thì các em sẽ trả lời nhanh một số câu hỏi thầy giáo đưa ra. How do you often make friends? Các em thường kết bạn như thế nào? Từ tiếp theo, what do you often say when you first meet a new friend? What do you often say when you first meet a new friend? Em thường nói gì, nói như thế nào, nói gì khi mà lần đầu tiên em gặp một người bạn mới? And C, what questions do you often make? Mà thường đặt những câu hỏi như thế nào? Thường đặt câu hỏi gì khi mà chúng ta gặp một người bạn mới, thì các em sẽ đặt những câu hỏi như thế nào. Và để giải thích cho các câu hỏi này, thì các em sẽ đi vào phần thứ nhất, making friends. Yeah. Making friends, kết bạn. Read and tick the questions you think are suitable to ask a new friend at school. Các em đọc và đánh dấu tích vào câu hỏi mà em nghĩ là phù hợp để hỏi một người bạn mới ở trường. Đấy, có nghĩa là với những câu hỏi này, 8 câu hỏi này, mà câu hỏi nào mà các em cho rằng là phù hợp để chúng ta sử dụng hỏi một người bạn mới ở trường. Em nhớ một người bạn mới nhé. Chúng ta có các hỏi như sau. Number 1, are you from around here? Are you from around here? Bạn có gần đây không? Bạn có quanh đây không? Number 2, do you like pop music?
Do you like pop music? Bạn thích nhạc pop không? Number 3. How much pocket money do you get? How much pocket money do you get? Bạn có bao nhiêu tiền tiêu vặt? Number 4. What is your favorite subject at school? What is your favorite subject at school? Môn học yêu thích của bạn ở trường là gì? Number 5. Are you hungry? Bạn có đói không? Are you hungry? Lần đầu tiên gặp bạn liệu có hỏi một câu như thế không? Number 6. Do you play football? Do you play football? Bạn có chơi bóng đá không? Number 7. How do you get to school every day? How do you get to school every day? Hằng ngày bạn đi học bằng cái gì? Bằng phương tiện gì? And the last, where do you go shopping? Where do you go shopping? Các em đi mua sắm ở đâu? Đi chợ ở đâu? Và các em đọc lại toàn bộ câu hỏi này và đánh dấu tích và câu phù hợp mà mình cho rằng là phù hợp để hỏi một người bạn khi mà lần đầu tiên các em gặp nhau. Em có một phút để chuẩn bị bài này. Rồi, chắc là các em đều đã có đáp án của mình và đây là cái đáp án gợi ý của thầy giáo. Với câu thứ nhất chúng ta có thể hỏi được. Are you from around here? Bạn ở gần đây không? Về nơi bạn sống. Do you like pop music? Bạn thích nhạc pop không? Cũng là một câu mà chúng ta có thể sử dụng để hỏi một người bạn mới. Câu C sao? Câu thứ 3 sao? Câu này chúng ta không. What is your favorite subject at school? Rồi, hỏi môn học yêu thích. Number 5. Are you hungry? No. Number 6. Do you play football? Yes. 7. Do you? Và câu cuối cùng. Where do you go shopping? Mua sắm đâu? Câu này chúng ta không hỏi. Không nên hỏi câu này. Khi mà lần đầu tiên chúng ta gặp một người bạn. Vậy là các em sẽ sử dụng 5 câu này để chúng ta hỏi, trao đổi với bạn, một người bạn mới. Mục đích là để making friends, kết bạn. Sau khi đã kết bạn rồi, hỏi bạn rồi, những thông tin về bạn, thì các em sẽ đoán thử là a good friend must be. Một người bạn tốt thì phải như thế nào? Một người bạn tốt thì theo các em thì phải như thế nào? Thầy giáo có cho chúng ta 5 phút, là 1 phút để các em liệt kê ra những cái tính từ dùng để nói, dùng để miêu tả về một người bạn tốt. For example, kind. Đầu tiên là phải là tốt bụng nè. Đấy, với tương tự, các em sẽ tìm ra những tính từ để nói lên một nói về một người bạn tốt. Em có 1 phút để chuẩn bị cho bài này. Nào, thầy giáo đưa ra một số gợi ý của thầy giáo. Thứ hai đó là helpful, tốt bụng này, và giúp ích, helpful. Những cái từ này bạn em nào không biết thì chúng ta ghi luôn nghĩa vào bên cạnh nhé. Helpful. Tiếp theo phải là honest. Honest, chữ H đây không phát âm. Các em đọc honest. Honest là trung thực, thật thà. Honest, chơi với nhau bạn bè tốt phải thật thà với nhau. Next, friendly, tất nhiên là phải một cái điều nữa là phải là thân thiện, friendly, friendly. Và một cái nữa, faithful,
faithful, trung thành, phải trung thành với nhau, không được đi nói xấu bạn sau lưng, faithful, vân vân. Các em có thể thêm liệt kê ra những cái tính từ nào mà chúng ta đã biết. Và để bây giờ xem mình có thực sự là một người bạn tốt không thì các em sẽ làm cho thầy giáo cái bài tập sau. Are you a good friend in class? Are you a good friend in class? Trong lớp thì em có phải là một người bạn tốt không? Bằng cách là chúng ta đánh dấu tích và cột O, yes hoặc là no. Now number one, do you remember all your new classmates' name? Bạn còn nhớ tên của tất cả các bạn mới trong lớp không? Đấy. Nếu có các em đánh dấu tích và cột yes, và nếu không chúng ta đánh dấu tích và cột no. Number two, do you have your teacher in class? Bạn có giúp thầy cô giáo của mình trong lớp không? Number three, do you share things with your classmates? Do you share things with your classmates? Bạn có chia sẻ mọi thứ của mình với các bạn cùng lớp không? Number four, do you keep quiet when the teacher is talking? Do you keep quiet when the teacher is talking? Em có giữ trật tự khi mà thầy cô giáo đang nói không? Number five, do you play with your classmates at break time? Em có chơi với bạn của mình, bạn cùng lớp vào giờ giải lao không? Number six, do you help the classmates with their homework? Bạn có giúp bạn cùng lớp của mình với cái bài tập về nhà của bạn hay không? Giúp đỡ bạn làm bài. Nhà nhớ là giúp đỡ thôi chứ không phải làm giúp bạn nhé. Chúng ta giúp đỡ, hướng dẫn bạn làm bài. Có hay không? Number seven, do you travel to school with your classmates? Bạn có đi đến trường, có đi học cùng với bạn của lớp của mình hay không? Và số 8, do you listen when your classmates are talking? Bạn có lắng nghe khi mà các bạn của lớp của mình nói không? Nếu có, chúng ta dấu vào cột yes, và nếu không, các em dấu vào cột no. Thực ra không có một phút để cho các em làm bài này. Các em có thể trình bày vào trong vở, chúng ta chỉ ghi là một là yes, các em ghi chữ yes và chữ y, hoặc là một các em ghi chữ n là no khi trình bày trong vở. Chứ các em không cần thiết phải chép toàn bộ. Nào, ok. Chúng ta chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Sau khi các em tự trả lời câu hỏi đó cho bản thân mình, bây giờ các em sẽ đi phỏng vấn, interview the others, phỏng vấn những người khác. Các em sẽ phỏng vấn các bạn bằng cách là hỏi những câu hỏi này. Ở đây thầy giáo đưa ra một cái mẫu, để có nghĩa là chúng ta hỏi bốn bạn đi. Các em hỏi bốn bạn trong lớp, hoặc là trong nhóm của mình, không nhất thiết phải là lớp, mà trong nhóm của mình. Ví dụ ở đây là những bạn Lan, Hà, Vân hoặc Bảo. Do you remember all your new classmates' names? Thầy giáo làm mẫu cho ví dụ với bạn Lan. Ví dụ bạn Lan, bạn có, thì các em sẽ ghi là yes. Câu số 2, bạn lấy là không giúp đỡ thầy cô giáo trong lớp, thì các em ghi là no. Đấy. Số 3, bạn có chia sẻ mọi thứ với các bạn cùng lớp, thì các em đánh dấu, đánh chữ, viết chữ y vào cột của bạn, tên bạn ấy. Number 4, do you keep quiet when your teacher is talking? Nhưng bạn Lan mà nói yes, chúng ta ghi chữ y. Do you play with your classmates at break time? Just no? No. Maybe no. Do you help the classmates with their homework? Yes.
Do you travel to school with your classmates? No. And do you listen when your classmates are talking? Yes. Đây, ví dụ sau khi chúng ta hỏi, chúng ta phỏng vấn xong bốn bạn thì chúng ta được một cái bảng thông tin như thế này. Yes, no, yes, yes, no, yes, no, yes. Thầy sẽ hướng dẫn để đến lớp hoặc là trong khi vui chơi với nhau, một nhóm với nhau, các em sẽ hỏi nhau những câu hỏi này. Và sau khi hỏi xong, sau khi chúng ta hỏi xong thì nhiệm vụ của các em sẽ phải làm sao? Presentation. Presentation là trình bày trước lớp. Class presentation. Các em phải trình bày cái bài phỏng vấn, cái nội dung cái cuộc phỏng vấn với các bạn trước lớp cho những bạn đang nghe. Rồi, ví dụ cái bảng chúng ta vừa làm bên. Thật ra lấy ví dụ về bản Lan, chúng ta tường thuật là như thế nào. Bản Lan mà có nhớ tên của các bạn trong lớp đúng không? Ở đây là yes, thì chúng ta ghi là chúng ta chỉ tường thuật lại những cái gì mà bạn nói là yes. Lan remembers all her new classmates' names, shares things with her classmates, keeps quiet when her teacher is talking, helps her classmates with their homework, and listens when her classmates are talking. Đây, yes. 5 cái yes. 2, 3, 4, 5. Các em chú ý, khi mà chúng ta tường thuật lại, thì ở đây chúng ta đã học thì hiện tại đơn rồi. Nhưng cái động từ, ở đây chủ ngữ là của chúng ta đang nói về bản Lan. Nhưng tất cả các động từ đây, các em phải chia theo chủ ngữ, phải thêm S. Remembers, shares, keeps, helps và listens. Đó là thứ nhất. Thứ hai là tất cả những cái ngôi ở đây là do, chúng ta sẽ chuyển thành her. Đây. Your new classmate thành her new classmate. Chỗ này là her classmates, her teacher. Đây. Chỗ này là sẽ Hồng Quốc rồi. Chỗ này là her classmate. Đây là your classmate. Em chuyển thành her classmates. Sau khi tường thuật xong bạn Lan thì em sẽ tường thuật tiếp với bạn Hà, Vân và bạn Bảo. Các em nhớ đây là những cái tên mà thầy giáo gợi ý thôi nhé. Còn chúng ta hỏi ai thì các em sẽ viết tên của các bạn này vào. Em rõ chưa? Phần này chúng ta sẽ áp dụng khi mà các em sẽ có thời gian ngồi với các bạn cùng lớp của mình. Chúng ta hỏi. Tất nhiên những câu hỏi này các em phải học thuộc cho thầy giáo. Học thuộc 8 câu hỏi này. Đây là trên đây là toàn bộ nội dung bài ngày hôm nay của chúng ta. Còn một phần nhỏ nữa. Đó là gì? Đó là trong nội dung bài số. Phần Are you a good friend? Đấy, những câu trả lời về bản thân các bạn. Liệu bạn có phải là một học sinh tốt không? Một người bạn tốt không? Bằng cách trả lời câu hỏi. Vậy làm sao để biết trả lời như thế này nó là tốt hay không tốt? Thì thầy giáo sẽ cho các bạn cái đáp án vào buổi sau. Nha. Nếu trả lời yes, ví dụ trả lời yes thì được bao nhiêu điểm, trả lời no được bao nhiêu điểm và tổng số điểm như thế nào là tốt, như thế nào là bình thường. Chúng ta sẽ nghiên cứu vào buổi sau. Và bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em nhớ đăng ký kênh để có tiếp tục có được những cái bài giảng mới nhất. Goodbye, see you again.